Liên quan đến vụ bắt nghi can vụ đôi nam nữ thương vong ở căn nhà quận 12, đến nay, nghi phạm Trần Đình Tú, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Cà Mau, đã có khai báo về sự việc. Tú khai có quan hệ tình cảm nam nữ với chị H, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Bình Phước. Cả hai cùng thuê trọ ở căn nhà trên đường Đông Hương Thuận 2, phường Đông Hương Thuận, quận 12. Một tuần trước, hai người nhiều lần phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi. Tú dọn ra ngoài thuê ở chỗ khác, còn chị H ở lại căn nhà trọ trên. Sau đó, Tú biết được chị H có bạn trai mới nên ghen tuông bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Tối ngày 7 tháng 12, Tú lợi dụng chị H ra khỏi phòng trọ nên mua xăng và đột nhập vào phòng chị này. Khi chị H và anh X, sinh năm 1993, đi chơi về nhà trọ nằm ngủ thì Tú phóng hỏa đốt. Do quá bất ngờ, nạn nhân không kịp thoát thân. Vụ việc khiến chị H tử vong, anh X bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Tú ẩn nấp gần hiện trường chờ thời cơ để tẩu thoát. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Tú leo từ mái nhà xuống thì bị công an phát hiện nên khống chế bắt giữ.